Xin chào các bạn. Cà chua là thứ quả được phụ nữ dùng trong nấu nướng và làm đẹp. Nên trước các thông tin về ngộ độc thực phẩm từ rau, củ, quả, các vật nội trợ cũng không thể tránh khỏi băn khoăn. Nội dung clip này tôi sẽ nói cách kiểm tra cà chua bằng máy đo nồng độ chất bảo quản. Trước khi kiểm tra cà chua, ta chọn những cà chua chín, tự nhiên, thường có màu đỏ, vỏ quả căng mọng, không bị dập nát hoặc thối. Khi sờ vào những trái cà chua chín cây thường có cảm giác hơi mềm. Tiếp theo ta dùng máy đo nồng độ chất bảo quản, cắm ngập vào quả cà chua. Ta chọn tên đúng loại thực phẩm, ở đây là quả cà chua. Và các bạn chú ý cần phải cắm ngập kim thử, sau đó chọn OK. Máy bắt đầu đo có kết quả trong vài giây. Nếu cà chua đạt tiêu chuẩn, máy sẽ báo nồng độ chất bảo quản nitrat không vượt ngưỡng cho phép. Tôi vừa